chào quý vị khán giả đang đến với chương trình OTalk, bản tin kinh tế tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có các thông tin tiêu điểm như sau. Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Nhận diện kênh đầu tư năm 2021, cơ hội trong rủi ro. Chiến lược mới củng cố hệ thống kinh tế và tài chính của EU. Chính phủ Anh đáp lời kêu gọi hỗ trợ tài chính của các sân bay. Thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 1 bán trong hoảng loạn. Lý do tại sao đợt tăng giá tiền điện tử hiện tại có thể rất khác so với quá khứ. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1148 sửa đổi bổ sung tiểu mục 2, mục 1 biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, điều 1, nghị quyết số 579 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 979. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng một lít được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng trên một lít được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đây là mức hỗ trợ trực tiếp giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, góp phần giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, bù đắp chi phí, tổn thất, phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thưa quý vị, các nhà phân tích từ công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho biết, so với khu vực Đông Nam Á, ASEAN, Việt Nam nằm ở nhóm có diện tích mét vuông sàn căn hộ trên đầu người thấp nhất, đạt 19 mét vuông, nhưng mật độ dân số đầu người trên km vuông cao hơn Thái Lan và Malaysia lần lượt 2,2 và 2,9 lần. Vì thế, dư địa cho tăng trưởng mét vuông trên đầu người vẫn còn nhiều. Theo công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, VDSC, đối với bất động sản, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp thị trường sôi động và phát triển là hạ tầng giao thông. Với chủ trương tăng cường đầu tư công, đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng năm 2021, VDSC hy vọng nhiều hạ tầng giao thông sẽ được thúc đẩy triển khai, tạo thêm lực đẩy, tạo đà phát triển cho giai đoạn mới của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, người mua nhà được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp trong bối cảnh giá tăng cao. Chính điều này sẽ làm tăng nhu cầu mua nhà trong thời gian tới. Tiếp theo, đến với các thông tin kinh tế tài chính thế giới. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban châu Âu EC công bố chiến lược mới củng cố hệ thống kinh tế và tài chính của Liên minh châu Âu EU và bảo vệ Liên minh trước những hành vi không công bằng và mang tính lạm dụng. Chiến lược mới cũng đề xuất hỗ trợ phát triển các công cụ và các tiêu chuẩn đo lường sử dụng đơn vị là đồng euro, hỗ trợ thúc đẩy vị trí của đồng euro cũng như đồng tiền tham chiếu quốc tế trong lĩnh vực tiêu dùng và năng lượng. Chiến lược mới được công bố chỉ một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức. Trước đó, trong ngày 19 tháng 1, các bộ trưởng tài chính EU cũng đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của nước chủ tịch luân phiên là Bồ Đào Nha, với nội dung thảo luận về phục hồi kinh tế và các nền tảng cho phát triển bền vững và tạo việc làm. Bộ trưởng Hàng không Anh Robert Coutts cho biết chính phủ sẽ khởi động một chương trình hỗ trợ mới trong tháng này. Chính phủ Anh cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho các sân bay trước cuối tháng 3, sau khi ngành này kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp giữa bối cảnh các quy định chặt chẽ hơn đối với du khách quốc tế để phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18 tháng 1. Sân bay lớn thứ hai của London, Gatwick, cho biết sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ sẽ giúp duy trì việc làm khi lượng hành khách sụt giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu. Karen Dee, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà khai thác sân bay của Anh, cho biết chính phủ cần bổ sung thêm những hỗ trợ mới ngoài hỗ trợ hiện có, bao gồm miễn thuế bất động sản địa phương tạm thời. Trong khi đó, ông Tim Ardersley, giám đốc điều hành Airline UK, kêu gọi cần có kế hoạch nới lỏng các quy định trong thời gian cao điểm mùa xuân và mùa hè. Đến với tình hình diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 1 bán trong hoảng loạn. Phiên giao dịch ngày 19 tháng 1, thị trường mở cửa với sắc đỏ nhẹ. Tuy nhiên, bất ngờ thị trường hụt hơi khiến chỉ số bị giảm sâu, lực bán hoảng loạn cho đến cuối phiên. Chốt phiên mặc dù có hồi nhẹ nhưng không đủ bù đắp chỉ số, thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao kỷ lục. Báo Thế giới và Việt Nam liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất. VN Index đóng cửa tại 1.131 điểm, giảm 60,94 điểm, âm 5,11% với thanh khoản 17.974 tỷ đồng. HNX Index kết phiên tại 224,02 điểm, giảm 6,48 điểm, âm 2,81% với thanh khoản 3.632 tỷ đồng. Vào phiên chiều, chỉ diễn biến được 9 phút đầu tiên thì ngãn hệ thống sàn HOSE
sau đó thị trường có hồi nhẹ rải rác ở một vài mã. Chốt phiên thị trường hoàn toàn nghiêng về sắc đỏ với 437 mã giảm điểm, 98 mã sàn, 44 mã tăng điểm và 19 mã đứng giá. Lý do tại sao đợt tăng giá tiền điện tử hiện tại có thể rất khác so với quá khứ. Với xu hướng tăng trưởng khủng khiếp của Bitcoin nói riêng và toàn bộ thị trường nói chung trong thời gian qua, nhiều người tin rằng năm 2017 đang lặp lại. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng rất khác. Ví dụ, tổng giá trị bị khóa trong DeFi chưa bao giờ cao như hiện tại. Tương tự, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử cũng đang dao động ở mức cao nhất mọi thời đại tại khoảng 1.1 nghìn tỷ USD. Sự bùng nổ của đại dịch đã thay đổi tất cả những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết về chúng. Đường cung cấp hàng hóa bị gián đoạn, thất nghiệp hàng loạt và các gói kích thích tài chính đều làm nổi bật sự mong manh của trật tự kinh tế toàn cầu. Ngoài khía cạnh tăng giá, điều này sẽ có tác động như thế nào đối với ngành tiền điện tử thì hiện vẫn chưa thể biết được. Tuy nhiên, việc xuất hiện những cái tên lớn chẳng hạn như Square, PayPal và thậm chí là cả JP Morgan sẽ làm tăng thêm tính thú vị đối với kịch bản hiện tại. Tiếp theo, sự xuất hiện của sàn giao dịch CS9. Với tầm nhìn về tiềm năng của tổng tài sản kỹ thuật số trên toàn thế giới, CS9 Exchange được thành lập không chỉ như một sàn giao dịch mà còn mong muốn tạo nên một cuộc cách mạng kỹ thuật số trên quy mô toàn cầu và mang lại giá trị lớn cho cộng đồng. Trên nền tảng này, người sử dụng sẽ có cơ hội ứng dụng những đổi mới công nghệ để biến ước mơ của họ thành hiện thực. CS9 Exchange chấp nhận các tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm các tài sản thông minh. Việc từ chối và bỏ qua cuộc cách mạng số hóa có thể dẫn đến rủi ro về nguồn lực toàn cầu và mất vị thế chủ động trong một thị trường đầy biến động. CS9 Exchange không chỉ đơn thuần dừng lại là một sàn giao dịch, mà các dự án của CS9 Exchange còn hướng tới thương mại điện tử, giao dịch từ online đến offline, mạng xã hội, thế giới ảo, ngân hàng kỹ thuật số và thông tin dữ liệu. CS9 Exchange tập trung vào việc mang đến một nền tảng giao dịch hoàn thiện, đáng tin cậy, đơn giản và nhanh chóng bằng việc ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới để mọi người có thể thực sự cảm thấy an toàn, tin tưởng khi sử dụng. Thưa quý vị, chương trình OTalk, bản tin kinh tế tổng hợp ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để đón chào một năm mới sắp đến. Thân ái và chào tạm biệt.